Xin chào mọi người, đây là chậu bạch sơn liễu nè. Chậu bạch sơn liễu này đạt giải bạc tại hội hoa sơn công viên Tao Đàn năm 2023. Thì bạch sơn liễu này cũng dễ trồng thôi. Chậu này nhỏ nhỏ, xinh xắn, dễ thương nè. Toàn là bông không. Chắc là trước đó người ta đã ngắt hết lá đi rồi, để còn lại toàn bông không, trùng bông.